Không khí ô nhiễm với nhiều hạt bụi nhỏ li ti trong không khí vô tình theo mưa đi vào cơ thể nếu như chúng ta tắm dưới mưa hoặc là sử dụng nước mưa trong giai đoạn đầu mùa. Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo tốt nhất người dân nên tránh tiếp xúc với mưa đầu mùa để hạn chế những ảnh hưởng đến sức khỏe. Các chuyên gia thời tiết cảnh báo những cơn mưa đầu mùa luôn tiềm ẩn những mối nguy hại cho sức khỏe vì nó là mưa axit cuốn trôi tất cả những ô nhiễm trong tầng khí quyển suốt thời gian mùa khô. Tuyệt đối không cho trẻ em tắm mưa, không sử dụng nước mưa trong thời gian này. Nhiều người dân có thói quen hứng nước mưa để làm nước sinh hoạt, ăn uống và các chất độc hại vô tình theo nước đi vào cơ thể của con người gây ra nhiều bệnh. Ngoài ra vào giai đoạn chuyển mùa, bầu khí quyển bất ổn định sẽ có nhiều dông, sét xuất hiện kèm theo gió giật mạnh. Vì vậy sẽ có nguy cơ gặp tai nạn cao hơn mức trung bình.